Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế giới Mã vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách thay đổi in của máy Intermax PC43D. Thì nếu sau này mọi người có thể thấy là thương hiệu Intermax hay là đổi thành thương hiệu Honeywell thì cách thay này nó vẫn tương tự nhau, tại vì sau này là Honeywell đã sở hữu cái thương hiệu của Intermax rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành thay để cho mọi người xem. Thì đây là chiếc đầu in mới của máy Intermax PC43D. Thì đây mọi người có thể thấy là đây là cái đầu in mới của máy này. Đây mình có một số cái hộp đầu in. Thì để trước tiên để mà thay cái đầu in mới này bằng máy thì mọi người lưu ý là mình phải tháo cái đầu in cũ ra. Thì để tháo đầu in cũ ra thì bước đầu tiên mọi người cần phải tắt nguồn máy ra nha. Rồi thì để mà tháo đầu in ra mình có thao tác đây như sau. Ở hai bên nó sẽ có hai cái cần gạt màu xanh, mình kéo lên để bung cái nắp máy lên, giờ cái đầu in lên đây. Rồi, mọi người có thể thấy là đây là cái vị trí cần thay, đây là cái nguyên cái cùng đầu in cần thay. Cái trường hợp thay là lúc con tem mình in ra nội dung nó bị mất nét, bị xước, thành ra là không có thể quét được mạ vật, hoặc là cái nội dung bị xước thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng con tem nên mình cần phải thay. Thì đây là vị trí cần thay này. Rồi các bạn lúc mà mở đầu in lên rồi các bạn có thể thấy là hai bên có hai cái gạt cố định màu xanh ở đây. Đây mọi người có thể thấy đây là hai mũi tên nhá. Thì mình có thể mình kéo cái này ra, cái bước tiếp theo là mình kéo cái này ra thì cái đầu in nó sẽ bung xuống như thế này. Đây mọi người có thể xem nó sẽ bung xuống như thế này bằng cách là mình kéo hai cái thân cố định này thì đầu in nó sẽ bung xuống. Rồi sau khi bung xuống thì mình sẽ dưới này có một cái thân nhựa trắng, mình sẽ gỡ cái thân nhựa trắng này với cái đầu in đi ra khỏi thân nhựa trắng, ra khỏi cái đầu in. Đây còn cách dỡ lên nhẹ nhàng thôi. Thì đầu in gắn với máy bằng một sợi dây cáp thì mình nhổ cái sợi dây cáp này, các bạn lưu ý là mình nhổ đều hai bên nhá, nhẹ nhàng nhổ ra nhá để tránh cái dây cáp đây. Thì sau khi mình đã tháo được cái đầu in cũ này ra này, cái đầu in này đã bị xước này nên không thể sử dụng được nữa, tại vì nó ảnh hưởng đến chất lượng con tem. Thì mình gắn cái đầu in mới vào thì thao tác là ngược lại như ban nãy. Thì đây là cái đầu in mới. Với lại các bạn lưu ý luôn nhá, trong quá trình mình lắp đặt cái đầu in thì mình cần tránh tiếp xúc đầu in với lại là nhẫn hay đồng hồ mà mình có mang theo, hoặc là những vật sắc nhọn để tránh ảnh hưởng là làm nó xước lại. Rồi để gắn vào thì các bạn làm ngược lại. Thì mình đầu tiên mình phải gắn cái cổng dây cáp này vào trước. Đây. Để nghe hai bên vào nhá. Người làm từ từ nhẹ nhàng nhá. Rồi, ok, sau khi đẩy hai bên vào thì các bạn gắn hai cái lỗ này này vào cái khớp ở phía bên dưới này. Đây, mọi người thấy nhá. Đây, mọi người thấy nhá, hai bên này. Ok. Mình sẽ gắn vào. Rồi. Sau khi mình gắn vào thì mình cũng làm ngược lại là bật ngược lại lên, bật ngược tay lên, đè sát vô thì nó sẽ nghe một chiếc tật cả, thì cái hai cái gam này nó sẽ tự động cố định lại cái đầu in của mình. Đó, thì vậy là mình đã có thể là đấy, đó là đi xuống. Vậy là quá trình lắp đặt đầu in đã hoàn thành. Vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách lắp đầu in hay lắp đầu in mới của máy PC43D. Thì mọi người có thể thấy là thao tác rất là đơn giản, mình có thể thực hiện tại nhà để mình có thể linh động xử lý trong những cái trường hợp khẩn cấp. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm về những cái vấn đề liên quan tới máy móc, máy in thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế giới Mã vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimavat.com để được hỗ trợ. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế giới Mã vật để được truyền những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.